Xin chào thầy và các bạn, em là Ngọc Thư, Y44, lớp Thái Ngọc, Hoàng Xuyên. Hôm nay em xin được phép trình bày về thang điểm Glasgow và cách đánh giá trên lâm sàng. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu thang điểm Glasgow là gì. Thì thang điểm Glasgow là một phương pháp đánh giá tình trạng ý thức của người bệnh một cách lượng hóa. Thang điểm gồm có 3 yếu tố, gồm cách đáp ứng bằng mắt, ACE, lời nói, verbal và vận động, motor. Tổng điểm Glasgow thấp nhất là 3, là hôn mê sâu hoặc chết, và cao nhất là 15, người hoàn toàn tỉnh và đang thức. Cần phân biệt giữa Glasgow Scale và Glasgow Score thì Glasgow Scale là thang điểm dùng để đánh giá tình trạng tri giác của bệnh nhân và nhiều mức độ khác nhau được sắp xếp từ nặng đến nhẹ. Còn Glasgow Score là chỉ số được cụ thể hóa từ Glasgow Scale trên một bệnh nhân và tại một thời điểm nhất định. Thì ở đây các bạn có thể thấy đây là một cái thang điểm Glasgow Scale đáp ứng bằng mắt, viết tắt là chữ E, cao nhất là 4 điểm. Đáp ứng lời nói, viết tắt là chữ V, cao nhất là 5 điểm. Và đáp ứng vận động, viết tắt là chữ M, cao nhất là 6 điểm. Trên lâm sàng, câu hỏi đặt ra là đáp ứng bằng vận động, mắt và lời nói thì đánh giá cái nào trước? Thì câu trả lời là đánh giá motor, vận động trước. Thì khi em mà bằng 6, tức nghĩa là bệnh nhân làm theo lời bác sĩ nói, thì lúc này chúng ta đánh giá E và V bao nhiêu cũng được. Khi M bằng 5, tức là nghĩa là bệnh nhân đáp ứng kích thích đau, gạt tay đúng chỗ 10 lần thì gạt trúng khoảng 8-9 lần, thì lúc này chúng ta không thể đánh giá E và V bao nhiêu cũng được. Khi M bằng 4 là bệnh nhân đáp ứng kích thích đau, gạt tay không đúng chỗ 10 lần thì gạt trúng khoảng 4-5 lần, thì lúc này E và V phải bằng 1. Khi M bằng 3 trở xuống thì chúng ta không cần đánh giá nữa. Thì lúc này EV bằng 1. Lúc này bệnh nhân bị chết não. Trên lâm sàng, nếu lưỡng lự giữa M4 hay M5 và E2 hay E3 thì chúng ta phải khám lại sau 15 phút. Một bệnh nhân có điểm Glasgow bằng 7 thì lúc này chúng ta hỏi MEV bằng mấy? Thì lúc này M chắc chắn phải bằng 4, mà M bằng 4 thì E phải bằng 1 và V còn lại bằng 2. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.